Xin chào Tony. Chào buổi sáng. Dạ. Đang làm gì đó? Dạ thì chuẩn bị ở nhà sửa soạn rồi nấu cơm, nấu nước. Ôi ngoan quá ta. Hôm nay đây là chương trình Xăm Soi Sao. Tony có thể cho mọi người cùng đến tham quan nhà, trò chuyện cũng như là nói về những cái công việc cũng như là âm nhạc của Tony được không? Ok, không sao cả. Mời mọi người vào. Ok, wow. Dạ. Mình nhìn qua căn nhà cái nè. To dữ vậy. Cũng thường thôi. Tony hiện đang sống với ai ta? Tony sống với mẹ chồng, chồng và em chồng. Ồ, chồng của Tony đâu rồi? Chồng thích đi đi bay. Tony và chồng chuyển về đây ở bao lâu rồi ha? Thì tất nhiên là chồng thì ở đây nhưng mà đi thì mới cưới mà, cho nên là cũng mới được về đây thôi. Hai vợ chồng ra ở riêng á? Đâu có sống cùng bố mẹ chứ hả? Lúc nãy có nói là có mẹ chồng. Có sống cùng bố mẹ. Căn nhà thiệt là đẹp. Ai là người đề co căn nhà này? Thế thật là về phần cứng thì đã xây sẵn như vậy rồi. Còn về cái trong rồi ý tưởng như này là it's me. Kế bên cạnh đi có một cái cây rất là to nha. Đâu mình nhìn lên cái cây xem. Đây là cây cây xoài đúng không? Yes. Xoài cát Hòa Lộc nha. Xoài cát Hòa Lộc luôn hả? Ai chăm cây này? Ông xã cho ông. Giỏi quá. Một năm có bao nhiêu trái vậy? Từ ngày em về đây chưa một lần ra trái. Mùa nào đây. Rồi là em phải cố gắng bón phân chăm sóc cho nó ra trái không? Thì cũng không có nhiều kinh nghiệm trong trong cái việc trồng cây. Đúng rồi. Ok, thôi bây giờ mình vào tham quan phía bên trong nhà nha. Ok. Wow wow wow, nhìn xem nào. Lộng lẫy sang trang quá. Đây là phòng khách của nhà Tony. Vâng. Cảm giác của Ni như thế nào khi mà trước giờ mình sống với bố mẹ mà bây giờ là về sống với nhà chồng và một cái căn nhà đúng quá to. Đúng ra là sống với chị My. À. Bây giờ về thì cũng hơi buồn và cũng không có gì đặc sắc lắm. Một câu hỏi hơi mang tính thời sự nè. Sống với mẹ chồng vậy thì có bao giờ sợ mẹ chồng không? Không, mẹ chồng của Ni hiền khô à, không sợ. Có vẻ là rất là hạnh phúc nha. Vậy bây giờ sẽ tính có một em bé ở đây. Cái đó là chắc trời cho, khi nào đến thì hay thôi. Ni và gia đình có nuôi thú cưng không? Dạ không, em không thích. Không thích thú cưng. Dạ. Chim, chó, mèo không thích luôn. Không thích chó nhưng mà không thích nuôi chó. À. Rồi, nhìn qua cái nhà một tí đi ha. Đây là bộ sofa Ni rất là thích. Bộ sofa quá bự luôn á. Dạ. Cái này là hai ba người nằm hai vợ chồng đi mua đấy. Chọn mẫu xong rồi mua. Đây là cái tivi. Tivi bự quá. Đúng rồi. Ê, ở đây có một tấm hình rất là đẹp nè. Đây là đây tấm là... hình mà hôm cưới. Đúng rồi. Nhưng mà chưa khi rảnh để treo lên. Món quà nào mà từ chồng mà Tố My cảm thấy thích nhất cho tới bây giờ? À cái này nè. Khoe dùm về chút xíu đi. Đưa vào camera nào. Nói đúng ra là bao nhiêu cara nhỉ? Không biết, hình như 5.4 ấy. Thôi, nhắc tên mấy cái món kim cương là mặt nó sáng rỡ lên. Rồi ha, bây giờ nè, vừa phải đưa hát nè, vừa phải chăm lâm gia đình chồng. Thì Tố Ni sắp xếp thời gian của mình như thế nào? Thực sự khi mà có chồng mà vừa hơi bận, khá là bận. Phụ nữ mà có chồng rồi thì phải bận hơn khi độc thân thôi. Gia đình chồng của Ni làm về lĩnh vực gì? Chồng của Ni về làm bên hàng không. Nếu không đi hát thì Ni có định làm tiếp viên hàng không để nối nghiệp chồng không? No. Tại sao? Tiếp viên hàng không quá cực khổ. Đi hát sướng hơn. Đúng rồi. Trong khi hành khách ngủ thì các cô ấy bừng liền. Rồi so với các đồng nghiệp cùng lứa thì Ni có nghĩ mình đã theo chồng bỏ cuộc chơi chưa? Nghĩ thật rồi. Vậy là bây giờ là tạm thời gác chuyện hát một bên và lo cho chồng nhiều hơn. Nói chung là mọi thứ mình phải cần dung hòa một tí xíu. Muốn cuộc sống của mình nó ổn hơn thì phải cần hy sinh vài thứ.
Ni nghĩ gì về sự thành công của chị Tố My hiện nay? Chị Tố My sao ta? Được rất là nhiều người biết đến hiện nay. Đó là một cái điều may mắn cho chị. Và trong dòng nhạc Bolero thì chị cũng theo cái số đông thì mọi người cũng biết đến chị nhiều mà khen chị hát rất là hay, rất là ngọt. Đó cũng là một cái thành công rất lớn cho chị My rồi. Vậy bây giờ mình nói về bản thân đi. Khi mà chị Tố My và Tố Ni lại là hai chị em đều đẹp như nhau nhưng hai người lại có cá tính hoàn toàn khác nhau. Mình nói về chính mình đi nào. Dạ, cá tính thì khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà Tố Ni là một người như thế nào đây? Đây là người sôi nổi hơn, năng động hơn, nhưng mà khá là bánh bèo và hay nước mắt hơn. Và chị My nhìn chị My như vậy, yếu đuối như vậy nhưng mà không là lì lắm. Cái này thì chương trình có biết rồi. Và Tố Ni, ngay cả dòng nhạc của Tố Ni cũng mạnh mẽ hơn nữa đúng không? Đúng rồi, nhưng mà nhìn mình để thế thôi chứ bên trong thật sự yếu đuối. Thường thường. Đã bao nhiêu cuộc thi Tố Ni kinh qua? Một cuộc thi lớn nhất. Hai. Mình kể tên đi nào. The Voice, giọng hát Việt với lại gương mặt thân quen. Rồi bao lâu rồi hai chị em chưa gặp nhau nè? Có ngày mới gặp báo hôm qua đó. Trời đất ơi. Hãy kể về một kỷ niệm đáng nhớ nhất về chị của mình. Trời ơi, kỷ niệm gì từ sống với nhau mấy chục năm, kỷ niệm gì giờ? Mình nhiều quá không kể được đúng không? Những kỷ niệm cãi nhau thì nhiều. Lần nào cãi nhau to nhất về vụ gì? À đúng rồi, vụ chị ấy á. Má nhờ chị ấy nấu cơm xong chị ấy bắn qua cho em không chịu làm, xong hai đứa. Vậy là cãi to nhất luôn đó hả? Dạ đúng rồi. Cuộc đời của hai chị em đơn giản. Đơn giản vậy thôi á. Rồi chị Tố Ni có tật xấu gì không? Bây giờ mình kể xấu đi, xong rồi chương trình sẽ đưa cái này cho Tố My xem nè. Nhưng mà chị la em. Chị nói gì? Dạ, không khéo qua chương trình này hai chị em sức khỏe tình cảm luôn. Thật sự. Thôi, giờ mình bỏ qua cái câu đó đi ha. Để cho đảm bảo tình cảm của hai chị em được vẹn toàn nè. Giờ mình nói về gia đình bố mẹ ruột đi. Tố Ni cảm thấy hài lòng nhất về gia đình của mình về điều gì? Cách giáo dục con cái rất là tốt. Hai ba mẹ rất là chung thủy với nhau. Đó là một điều rất là ngưỡng mộ hai anh chị. Còn với gia đình chồng thì điều làm Ni cảm thấy tự hào nhất là gì? Thương yêu con cái, mặc dù con dâu nhưng mà cũng lo như con ruột vậy. Từ khi về nhà chồng rồi thì cái tần suất mà về thăm nhà bố mẹ ruột của mình có thường xuyên không? Bao nhiêu lần một tuần? Nhà bố mẹ ruột thì ở Đà Nẵng rồi, thì còn nhà chị My thì em về hoài. Sau này mà con mình lớn lên á, Ni sẽ hướng cho con mình đi hát hay làm hàng không? Làm phi công. Làm phi công. Nếu là nữ thì sao? Nếu là nữ. Nữ nếu nó mạnh mẽ thì nó cũng có thể làm phi công mà. Rồi, vậy đối với Ni thì ở trong nhà này nè, mình có cảm thấy không gian nào mà mình cảm thấy thoải mái nhất, dễ chịu nhất đối với Ni không? Không gian mà Ni thoải mái nhất, mình đi hay đứng nhất đó chính là không gian bếp. Wow, vậy thì mình lại phải tham quan bếp rồi đúng không nào? Dắt xăm xa xa đi đi nào. Đi. Khoan, ở đây thấy một cái này, một cái tủ rượu. Cái sao cái này nó cứ ra ngoài vậy? Bây giờ mình khoe đi cái tủ. Đây là tủ rượu của anh xã mình. Chắc cưng lắm đúng không? Vơi qua cái Tết là vơi một nửa rồi đó. Chứ bữa hổm là nó full hết luôn. Nói chung là anh xã mình thì ít có uống rượu lắm, nhưng mà thích sưu tầm ấy. Đi về cho nó đẹp. Chứ còn uống thì ít uống, nhưng mà hồi Tết là uống nhiều lắm rồi. Còn Tố Ni thì sao? Có biết uống không? Tố Ni hả? Không. Ghét cồn lắm, em ghét cồn. Ngoan quá. Thôi bây giờ mình vào bếp nha. Rồi. Tố Ni có thường tự nấu ăn chưa? Chưa kể, đây là bức tranh phù điêu của em. Cái gì? Đây là bức tranh em rất thích trong ngôi nhà này. Em mua hả? Em lựa hả? Em lựa thôi, chồng trả tiền. Chồng trả tiền với em là lựa. Nhưng thực mà thật sự em không hiểu sao em rất thích. Em rất thích cái bức tranh này. Mình nhìn kỹ đi ha. Dạ. Làm bằng chất liệu gì ta? Nó không biết nữa, em thì không có rành về cái này, miễn là mình thích. Mua về bên chân thôi. Rất là hài hòa với căn nhà. Em rất là thích, đặc biệt rất thích. Thôi, bây giờ mình vào bếp đi, bắt đầu đói rồi nè. Rồi, nấu ăn. Tố Ni có thường nấu ăn cho nhà mình không?
Dạ có, cũng hay thỉnh thoảng nấu thôi. Tần suất như nào á? Chắc mới về làm dâu có 1 tuần à, giờ mới nấu bữa đầu đó. Trời ơi, chắc là do chương trình tới cho nên làm màu đúng không? Tại vì hổm giờ gia đình bận đi ra ngoài nhiều quá. Rồi hôm nay định làm món gì? Nấu món gà kho gừng. Đang ngâm nước cho nó rã đông đây. Còn cái món gần đây nhất, cái món trước cái món này là đã từng nấu. À là món chay. Món chay. Tại vì gia đình em cũng thích ăn chay. Wow. Cho nên là em nấu chay. Ai là người được ăn cái món đó đầu tiên? Chồng em. Mà chồng nhận xét như thế nào? Ngon quá đi trời ơi, đồ ăn chay ngon quá đi trời ơi. Chứ giờ không lẽ ẩm chê? Không mà ngon thiệt mà. Em nói đồ ăn chay ngon. Dạ. Bây giờ mình nhìn qua không gian bếp tí xíu nha. Đây là những trái xoài mà em lựa mua về. Chứ không phải là định mua trái xoài đó là gắn lên cây xoài nha. Bộ nói là mình chăm cái cây xoài ăn trái đúng không? Cây xoài em mà có trái này chắc thiệt em không bao giờ em ăn được luôn. Cưng như trứng. Mà gà kho rừng thì mua có một phần chút xíu. Mà bà mua một lúc 7 trái ổi, 6-7 trái xoài. Bây giờ mình nhìn cái rổ trái cây của bà đi. Nè, vô nhìn cái rổ trái cây nè. Có nhiều đâu, em ăn một buổi chiều là xong ngay cái mà. Một mình em hả? Toàn đồ chua không nha. Em rất thích chua. Coi chừng đó. Mọi người thường bảo em có bầu chứ không có đâu. Chưa có đâu. Tối nay định nghĩa như thế nào về tình cảm, về cái bữa cơm gia đình? Thực sự Ni rất là thích bữa cơm gia đình. Từ nhỏ đến lớn thì rất là quan trọng. Ăn cơm mà ngồi cùng nhau rất là vui và hạnh phúc. Mọi người có thể san sẻ ấm áp với tình cảm gia đình hơn. Nếu mà mình dẫn gia đình chồng đi du lịch á, thì cái điểm đến nào mà Ni sẽ mơ ước dẫn gia đình chồng mình đến đó nhất? Hiện tại đúng không? Đúng rồi. Tràng A Bến. Tại sao lại không là một cái vùng đất xa xôi nào đó? Bởi vì đây là một cái điều mơ ước mà. Tại vì gia đình của Ni thì gia đình bên Ni á, thì theo đạo Phật. Còn giờ cho nên là mọi người rất là thích đi những cái nơi có chùa chiền, cảnh trí đó. Dạ đúng rồi. Có điều gì mà Ni vẫn chưa làm được trước khi mình lấy chồng không? Đến bây giờ vẫn chưa làm được luôn. Có rất nhiều lắm. Nói một điều mà mình cảm thấy khắc khoải nhất. Dạ. Chưa được đi du lịch sang Trung Quốc. Trung Quốc là một nơi mà Ni rất thích. Ni rất thích tiên cảnh. Vậy là mong anh xã sẽ nghe được cái điều này và mong mau dẫn tới Ni đi. Và anh xã rất ghét Trung Quốc. Đó là một điều rất đau lòng. Thôi không sao, từ từ. Đã từng trải qua cái cảm giác mà mình đang bệnh mà phải tự nấu ăn chưa? Hiện tại là sáng sốt. Là sáng nay bị bệnh hả? Dạ. Wow. Mọi người đến cho nên là phải tư tán như thế này đây và phải nấu ăn để làm tròn bổn phận làm vợ đó. Thì nếu như bây giờ anh xã xuống bếp nè, nấu cho Ni một món nè, Ni muốn chồng mình sẽ nấu cho mình món gì nhất? Anh ấy biết có một món à. Là gì? Bò áp chảo. Bò hấp chảo là chứng giỏi rồi là đó. Xúc xích chiên. Ba món đó cho ăn hoài luôn. Thì tối Ni có sợ mập không? Rất rất sợ, vô cùng sợ. Bí quyết nào để Ni giữ dáng đẹp như vậy? Trời ơi, Ni mà đẹp gì? Đẹp. Xoay cái coi nè. Đừng quay xuống dưới. Xoay nè. Không cho quay xuống dưới thì quay nè, quay 2-3. Cái gì vậy? Tạo dáng cái coi. Người ta siêu mẫu đồ chứ mình có mét nhiêu đâu. Mình mà trở lại với vấn đề đi, là Ni giữ dáng như thế nào? Ni ăn không ăn tinh bột. Dạ, ăn đồ ăn thôi. Có tập thể dục không Ni? Không. Không tập thể dục luôn. Coi nào, cái này để tí làm đi. Rồi tối Ni có nhận mình là người thích ăn hay không? Dạ. Có thích ăn không? Có phải là dạng người mà thích ăn đồ ăn mà gọi là si mê cuồng ăn không? Em bị cuồng ăn đó. Cái món nào mà em thích ăn nhất? Món gà. Gà. Đặc biệt là những món về gà và phô mai. Phô mai là đặc biệt là rất mập nha. Dạ đúng rồi. Em không ăn tinh bột mà em ăn phô mai là bằng một ngày em ăn một nồi cơm. Thôi kệ. Bây giờ mình hát ngay một bài nào đó có liên quan đến món ăn đi. Thấy chưa, nó hát hai em rồi đó, cái nồi cơm điện đó. Cơm điện á. Một khi bá chín là bá trắng là bá nhảy múa lum vậy đó. Vui vậy. Trời ơi, đó là cái nồi cơm điện mà tối Ni đang nấu cơm.
và sao sao đi bây giờ nói lại là mỗi lần mà bà chính là bà hát bà chính hả? Là bà hát bài xong rồi bà xì khói lên bà mới chịu chính. Trời ơi, dễ thương vậy. Ồ, vậy đó. Và bây giờ là quay về với chủ đi, đừng có giả bộ mà đánh trống lảng yêu cầu của tôi. Hát đồ một ăn bài hả? Liên quan tới đồ ăn. Bài gì trời? Hai tay bưng dĩa bánh bò, dâu cha, dâu mẹ trên đi kéo nhau. Trò rồi, không thuộc nữa. Nghĩ tới đồ ăn đầu tiên là nghĩ tới bánh bò. Bánh bò, nhưng mà cuộc đời không ăn bánh bò. Tại biết bài hát đó thôi. Chế độ chăm sóc sắc đẹp của Ni như thế nào? Đắp mặt nạ trước khi đi ngủ. Một tuần mình đắp bao nhiêu lần? 5 lần. 5 lần? Dạ. Số đắp mỗi, nhưng mà gần như đêm, phải băng luôn á. Mỗi đêm mỗi mặt nạ khác nhau mà. Mà cái loại nào mà Ni cảm thấy thích nhất? À, mặt nạ về của Hàn Quốc. Cái loại mà ví dụ như là collagen. Cấp nước. Mặt mặt nạ cấp nước. Khi cấp nước thì da mặt của con đầy đủ, nó căng lên. Trước khi mà ra đường đó là Ni tốn bao nhiêu thời gian cho việc chuẩn bị? Nếu mà không đi diễn thì 1 tiếng, đi diễn thì 2 tiếng. Hả? 1 tiếng đồng hồ? Dạ. Đây là cái thời gian cho cái việc make up thôi hay là đã có make up rồi mặc đồ chưa? Make up với mặc đồ chung. Make up mặc đồ chung luôn. Ừ. Loại trang phục nào mà Ni cảm thấy tự tin nhất để bước ra đường? Gym suit. Còn nếu như mà lên sân khấu thì Ni sẽ mặc cái gì mà cảm thấy mình đẹp nhất, lộng lẫy nhất? Kim sao hoặc lựu. Ni thích ống ánh hay là cái gì mà cứ đính đá thiệt nhiều nên rất thích. Nhưng bề gia thất thì Ni đã có bao nhiêu mối tình rồi? Không muốn chết hả? Cứ đứng ở nhà là phải tự chết luôn. Hỏi gì như cái câu gì mà kỳ cục vậy? Ta đã yên bề gia thất mà còn hỏi mấy câu nó kỳ quá. Có mắng ngại kìa, zoom vô cái mặt ngại đi. Ê nè, hai vợ chồng có bao giờ giận nhau chưa? Giận chứ, yêu nhau phải giận nhau chứ. Giận nhau lâu nhất là bao lâu? Một tháng. Một tháng luôn? Đúng rồi. Rồi mỗi lần, cái lần giận tháng đó làm cách nào mà huề được vậy? Thì tự nhiên nhớ quá thì hai đứa cùng gặp nhau lại. Ai mở lời? Ai mở lời? À, không biết ta. Vậy là bả rồi, bả. No, anh kia chứ. Còn nếu như bây giờ mà Ni muốn giảng hòa với chồng thì cái bí quyết nào Ni sẽ làm cho chồng mình cảm thấy hết giận? Bí quyết nào ta? Nếu có sai thì mình sửa sai với nhõng nhẽo. Với lại nấu ăn cho ngon ngon là được thôi. Sẽ nấu món gì? À, món gì trời? Mình biết nấu gà nè, kho cá nè, trứng chiên nè, nấu canh bình thường thôi, còn những món cao sang thì không biết. Đơn giản nhưng mà nhiều khi hiệu quả đó. Bà hát tiếp rồi. Bà hát tiếp. Khi mà nấu cơm chín nó là nó hát hoài luôn rồi đó, nó yêu chủ của nó vậy đó. Vậy cái lúc mà nấu ăn á, Tony có hát y như bà không? Có, nhờ hồi cũng yêu nhau. Cái đó là nó học tính của Tony đó chứ không phải là giống nhau đâu. Chồng và bố mẹ ruột á, Tony sẽ ưu tiên cái nào hơn? Tùy sao hỏi gì được, tùy cái lúc cái trường hợp như thế nào, chứ không thể nào mà so sánh giữa tình yêu và cái tình nghĩa đó được. Cấp bách đi. Đúng rồi. Không trả lời được. Quay zoom vào cái mặt ngại của bà đi. Dễ thương. Hai người yêu nhau bao lâu thì cưới? 3 năm. Khá dài. Tony quan niệm như thế nào về người yêu cũ? Là quá khứ là cái gì đó bye bye. Vậy còn quá khứ của chồng có quan trọng với Tony không? Qua rồi thôi, quan trọng làm gì. Xạo cái mặt xạo. Cái gì mà? Bây giờ mình dùng một từ ngắn gọn nhất để nói về Tony trong hôn nhân đi. Chắc là chung thủy. Được cái chung thủy. Đâu là vấn đề mà Ni cho rằng là quan trọng nhất trong gia đình mình? Tôn trọng nhau. Chính xác. Tôn trọng. Bây giờ nếu như mà thông qua cái chương trình Xăm Soi Sao này nè, lỡ mà anh chồng có xem á, thì Tony có muốn nhắn gửi gì với anh ấy không? À, nhắn gửi thì nhiều lắm. Có thể là khác nhau về công việc cho nên có thể anh vẫn chưa hiểu về cái công việc của Ni. Nhưng mà đôi khi coi chương trình thì sẽ hiểu được là nghệ sĩ mà người ta phải có lúc quay hình này nọ, cho nên là ngoài cái việc thông cảm thì phải ủng hộ vợ nữa. Mong rằng anh xã sẽ nghe được những điều này
Rồi, vậy bây giờ là trước khi tạm biệt chương trình thì đi hãy hát một cái câu hát nào mà bạn bất chợt nghĩ đến lúc này đi. Hát hả? Trời ơi, nói thiệt câu nha, nghe nhạc toàn là nghe nhạc nhạc thiền không à. Giờ bắt hát thì hát luôn nhạc thiền. Trời ơi. Có thuộc bài nhạc thiền nào không? Nhạc thiền thì làm sao mà thuộc, nhạc thiền thì nó chỉ đàn thôi. Đàn theo đàn miệng. Ni đang tập đàn drum thì khi nào mà có dịp thì Ni sẽ trổ tài cho. Wow. Thôi bây giờ là mình nói đơn giản nè, hát một cái bài mà Ni đã từng đem đi dự thi ấy, gọi là đúng nghĩa là bài tủ luôn. The Voice chẳng hạn ngày xưa đó. Ngày xưa tôi có coi The Voice nha, tôi còn nhớ nha. Giờ em quên hết bài nào rồi. Hồi xưa hát nhạc khủng lắm chứ không có dịu dàng như bây giờ đâu. Đúng rồi. Hồi xưa hát nhạc mà. Hey bóng dáng ai đang về quanh đây, góp hết nhớ thương qua mùi yêu dấu, đã biết xót xa không còn nơi đây. Nhắc mà lại từng đêm nhớ thương, từng đêm ngóng trông. Hãy hát khúc ca cho người yêu nhau, dẫu biết trái tim em thuộc về ai. Da 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 đã ta đã thêm từng đêm mộng chờ. Cái bài đâu mà toàn là đá với đá. Đúng rồi, đá toàn đi. Tại vì em quên lời. Thôi bây giờ là Ni có thôi ha. Bây giờ là Ni hãy nhắn gửi một điều gì đó với tất cả các bạn đang theo dõi chương trình đi nào. Thôi rồi, ngày mới rồi, mùa hè đến rồi thì xin được chúc cho mọi người có một ngày thật là vui vẻ, một cái mùa xuân, một cái mùa hè thật là tươi mát. Và chúc cho mọi người khán giả trong cuộc sống luôn luôn thành công và thật là nhiều sức khỏe. Ok, cảm ơn Ni rất nhiều và chương trình xin chào tạm biệt Tony. Cảm ơn rất là nhiều. Xin chào, chúc bạn và gia đình thật là hạnh phúc. Ni tiễn mọi người về nha. Ok. Đi. Bye. Hey bóng dáng ai đang về quanh đây, góp hết nhớ thương qua mùi yêu dấu, đã biết xót xa không còn nơi đây. Nhắc mà lại từng đêm nhớ thương, từng đêm ngóng trông. Hãy hát khúc ca cho